ngon thế. Ngon. Ngon sẵn. Ăn đi, để mai bọn nó. Ngon quá. Đây ai. Lâu lắm rồi chúng mình không đi thách đấu. Chúng mày có cảm thấy ngứa tay không? Có chứ chị. Em không những ngứa tay mà còn ngứa cả chân nữa này. Được, câu nói của mày chính là động lực để tao mang hộp quà này đi thách đấu với bọn nó đây. Liêu, còn mày không cảm xúc gì à? Dạ, cảm xúc em cũng có, nhưng mà tại em là con gái nên em không nói thành lời. Mẹ em cũng muốn đi thách đấu với bọn nó lắm rồi ạ. Ha 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 ha. Tao có hai đệ tử mạnh như chúng mày là tao cũng không cần phải sợ ai nữa. Thôi, mình đi. Kia, nói đi Sân. À dạ vâng. Ê thằng kia, mày làm gì mà ngồi cũng ngủ được ấy? Chắc nghèo quá không có gì ăn thì ngồi buồn ngủ thôi đúng không? Chắc là thế rồi. Chúng mày làm gì ấy? Cái gì? Tao đang hỏi mày đấy. Mày làm kiểu gì mà ngồi vẫn ngủ được ấy? Tao ngồi ngủ cũng sai bọn mày à? Thế chúng mày ra đây làm gì? Mày không có mắt à? Đây là hộp quà của bọn tao, chuẩn bị thách đấu với chúng mày. Chúng mày liều hồn, chuẩn bị hộp quà đi, đừng để tao nóng. Nhà bọn tao nghèo, không có kẹo để thách đấu với bọn mày đâu. Chúng mày đi về đi, để tao còn ngủ. Thằng này, mày khinh thường tao quá rồi đấy nhá. Mày đang nói chuyện với tao mà mày quay ra đấy ngủ à? Sẵn, lên dạy cho nó một bài học. Dạ vâng. Thằng này mày ngang quá nhờ. Đại ca tao đang nói chuyện mày đi ngủ à? Tóm lại mày có thách đấu không? Nhưng mà em không có gì để thách đấu với anh đâu. Không có cũng phải thách đấu. Anh ra cho em đi. Mày láo mày... Này dừng tay lại. Ây da, đại ca mày đến rồi à? Đại ca cứu em với. Chúng mày làm gì đệ tử của tao đây? Bọn tao đã làm gì nó đâu. Bọn tao chỉ đến đây để bảo là lấy cái hộp quà này để thách đấu với bọn mày. Thế là nó sợ nó tự khóc thôi mà. Đệ tử gì mà yếu đuối thế? Đại ca ơi, em bị đằng này véo tay. Tao đã véo tay mày đâu. Đã thế, tao véo tay mày luôn này. À, đau. Thôi, tóm lại chúng mày muốn thách đấu đúng không? Ra kia. Ra chứ ra. Đi, hai đệ tử của tao. Đấu này. Đại ca ơi, trong này có cái gì ấy? Mày yên tâm, toàn đồ ngon. Riêng hôm nay nhá, tao mà không thắng, tao không phải đại ca mày luôn. To mồm phết nhở, của bọn tao đây. Cũng được đây. Cho chúng mày thách đấu trước. Chúng mày nhìn kia nhá. Ha. Đây, chúng mày biết đây là cái gì không? Đây là xúc xích. Để tao bóc ra, ăn cho chúng mày thèm. Này đây, thử ăn đi. Ăn vào trước mặt bọn nó cho bọn nó thèm. Chảy hết nước miếng ra. Tuyệt vời. Ngon, ngon đấy. Chắc là ai đó đã thèm lắm đây. Chúng mày nhờ. Phải không? Chúng mày ăn xong chưa? Để bọn tao thể hiện. Xong rồi. Khoai, bước ra xa tí để đại ca mở cái hộp này nào. Dạ vâng. Xúc xích bé thế thì ăn bao giờ mới no. Đây. Đây, đây là xúc xích của bọn tao. Chúng mày thấy to chưa? Khoai, ăn đi. Ngon thế. Ngon. To đấy. Thôi, kèo này tao thua chúng mày. Tiếp tục nào. Đây. Đây là chân vịt. Chắc chắn là chúng mày không có rồi đúng không? Thôi, ăn đi đại tử. Đây, ăn cho bọn nó thèm. À,
ơi, chúng mày thấy gì không? Chân vịt à? Chúng mày có chân vịt thì bọn tao có chân gà. Đây này, khoai này, bóc ăn đi. Đây này. Ngon. Ngon quá. Tiếp tục. Này, bọn tao có bento, chúng mày có không? Ăn đi này tử. Wow. Mực bento này. Chúng mày có bento đúng không? Xem của ai xịn hơn nhá. Bọn tao có khô bò này, khô bò bò khô này, khoai. Đấy, ăn đi. Ngon ạ. Khô bò bò khô à? Xem tao có cái gì này. Chúng mày biết đây là cái gì không? Đây là thịt hộp đấy. Hộp thịt, thịt hộp. Wow, nhìn miếng thịt này. Tươi chưa? Wow. Ngon sẵn. Ăn đi, để mai bọn nó. Ngon. Đại ca ơi, sao nhìn của nó ngon thế? Của mình có không? Sao lại không có được? Mày nhìn nha, chúng mày nhìn nha. Đây là thịt bò xay. Nhìn ngon chưa? Ấy. Ăn đi khoai ơi. Ngon. Ai da da, dạo này giàu phết nhỉ, có cả thịt bò xay cơ đấy. Thôi, chúng mày xem ta đây. Wow, đây là trứng. Trứng muối này ăn đi. Ăn đi các đệ ơi. Thơm. Tao thách chúng mày có cái món này ấy. Ui giời, trứng à? Cái món này bọn tao ăn chán rồi. Nhìn bọn tao đây này. Đùi gà, khoai này. Bây giờ ăn đùi gà mới ngon. Ngon quá. Đây này. Ngon. Đùi gà. Chúng mày có đùi gà thì bọn tao có cổ gà. Thôi, ăn đi. Vùi đây, vùi đây. Xem bọn tao có gì này. Đây. Bánh Majestic. Nhìn chất chưa? Sang trọng chưa? Đấy. Đấy. Nhiều bánh chưa?
bóc ăn đi khoai. Bánh kẹo khô hết mồm rồi. Tầm này ai có nước mới là đẳng cấp. Đây này, bọn tao có coca đây này. Khoai, bóc ra uống đi. Ôi trời ơi, nước à? Nước thì thiếu gì. Anh em nhà, ôi, nào mình chơi sữa cho nó chất hơn nào. Nào, bóc đi, uống đi. Thích khô mồm không? À.